Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa phim Trương Bảo Tử do hãng TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Diễn viên chính thì có Trần Diễn Bằng, Hồng Vĩnh Thành, Nhạc Hoa, Lưu Giang, Thiệu Mỹ Kỳ, Quỳnh Chí Văn. Bộ phim này thì xem khá là hay các bạn. Đĩa này thì hôm trước thì mình mua đĩa của cửa hàng cô sắp nghỉ á, còn hai bộ nên mình mua hai bộ luôn. Phim này ngày xưa mình có xem trên TV rồi, thấy cũng khá hay nên mình mua về để sưu tầm, sau này có lúc mình lấy ra mình xem lại. Đây là nội dung của phim nha các bạn. Đây là, còn đây là nhãn đĩa bên trong. Bộ này in ấn khá là đẹp các bạn. Những đĩa sau này người ta in ấn cũng đẹp mắt như là đĩa gốc của công ty pha phim ngày xưa vậy. Ngày xưa đĩa gốc thì đẹp là nhờ người ta in những chiếc nhãn đĩa như thế này. Còn đĩa lậu thì không có được in đẹp như vậy. Còn sau này thì đĩa lậu người ta in ấn đẹp cũng không thua gì đĩa gốc, nhưng chất lượng hình ảnh thì cũng sẽ không bằng nha các bạn. Tiếc là những đĩa sau này thì đĩa gốc người ta không có sản xuất nữa, chứ nếu còn sản xuất thì mình cũng sẽ mua đĩa gốc. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.